Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo để các bạn đào cái đồng tiếp si. Cái đồng này một đợt chúng ta làm nhận free cũng đã khá là rầm rộ đúng không ạ? Khá là hot. Và cái đồng này thì mình cũng nói luôn, đây nó là coin của Việt Nam ạ. Và mình cũng luôn luôn ủng hộ cái đồng coin của Việt Nam. Tại vì mình thấy đây là một cái dự án họ làm nó rất là thật, chứ không phải là những cái dạng như kiểu là những cái đồng coin scam, đồng token scam đâu ạ. Đó. Thế cho nên là chúng ta ủng hộ nhiệt tình vào nha, để cho cái đồng coin này nó phát triển. Đồng coin phát triển thì là chúng ta cũng là người được hưởng mà, đúng không ạ? Khi các bạn kích vào cái đường link ở dưới phần mô tả video ấy, hoặc là cái đường link mình ở trong nhóm, thì là nó sẽ ra cái chỗ để cho chúng ta tải app nha. Các bạn mở trong ứng dụng cửa hàng Play nha, đừng gõ vào cài đặt. Các bạn mở trong ứng dụng cửa hàng Play ấy cho nó dễ. Và sau đó các bạn gõ vào chữ cài đặt để tải nó về nha. Cái đồng FTC này ấy, thì tổng cung của nó chỉ có 8 tỷ thôi. Đó, nó không phải là nhiều như những cái loại mà cứ hàng trăm tỷ hay hàng ngàn tỷ hay tỷ tỷ đâu đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta tải cái app The Flat Currency này về. Đó, để chúng ta đào hàng ngày ấy ạ. Các bạn gõ vào chữ mở nha. Cạn kéo hết lên đi. Họ bảo là yêu cầu mình là đọc cái điều khoản của họ đấy. Sau đó các bạn gõ cái bên mà có chữ agree cho mình nhá. Đây, đừng gõ vào chữ exit. Exit là quay ra đấy ạ. Các bạn gõ vào agree. Đó. Để chúng ta đăng ký ạ. Các bạn lưu ý là khi mà đăng ký thì các bạn nhớ điền cái mã giới thiệu vào. Và phải thật tranh thủ nha, những cái bạn nào mà nhận được video, xem được video thì các bạn làm luôn nha. Tự vì nếu như các bạn đăng ký từ hôm nay cho đến 6 ngày tới, sau khi đăng ký xong ấy thì các bạn sẽ được 3.100 FTC. Còn nếu như sau 6 ngày thì các bạn đăng ký xong các bạn chỉ được 100 đồng FTC thôi nha. Thế cho nên là chúng ta phải thật tranh thủ nha. Ở đây các bạn không gõ vào sign in nha, các bạn gõ vào register now cho mình ở bên dưới này, cái ô bên dưới này nha. Register nào này. Ở đây các bạn điền số điện thoại vào này. Không phải điền cộng 84 đâu, chúng ta cứ điền cả cái số điện thoại của chúng ta vào nhá. Đó, ở đây chúng ta đặt password này. Sau khi đặt password xong ấy, cái dòng thứ 3 này nó là cái mã giới thiệu đấy. Các bạn nhớ điền cái mã giới thiệu của mình vào. Tí nữa mình sẽ để ở phía bên dưới để cho các bạn copy, các bạn paste vào cho nhanh. Cái dòng thứ tư chúng ta sẽ điền mail vào nha. Điền mail để chúng ta lấy cái mã code họ gửi về. Sau đó các bạn gõ vào chữ verify ở bên cạnh này, cái ô màu tím ấy ạ. Thế là họ, đấy, như thế này là họ gửi thư về Gmail đấy ạ. Các bạn gõ vào cái Gmail nha. Chúng ta vào là thấy cái thư của họ gửi luôn nha. Mở ra này, các bạn copy cái này này. Sao chép này. Sau đó các bạn về, các bạn dán vào cái ô cuối cùng này nha. Đó, và các bạn gõ vào chữ sign up now nha. Sign up đó. Copy nhanh nha, từ vì là nó chỉ có... Nó đang báo cái mã 0981562164 đúng không mà. Để mình check lại nha. Mã quà tặng vừa rồi hiện là không tồn tại là sao nhỉ? Để mình gõ lại. À, TFC mình gõ nhầm à. Mình gõ nhầm là FTC, nó là TFC đấy. Đấy. Verify này. Để gửi lại mã này. TFC mình cứ lộn nó là đồng FTC. Đâm ra là bị lộn luôn ạ. Đó, cho nên là các bạn nhớ nhá, copy cái mã mời của mình vào để các bạn đăng ký để cho nó chính xác. Nếu không chính xác không đăng ký được ạ. Các bạn gõ vào chữ sign up này. Đó, chỉ bị nhầm cái không đúng là không đăng ký được luôn á. Cái mã mời đây nó rất là quan trọng đúng không ạ? Đó. Các bạn thấy không ạ? Đăng ký xong là chúng ta được 3.100 FTC. Chương trình ưu đãi này chỉ có trong 6 ngày thôi nha. Còn sau 6 ngày nữa là các, nếu các bạn đăng ký là các bạn chỉ được có 100 FTC thôi.
Đấy là đăng ký có mã mời đấy ạ. Còn nếu không có mã mời thì cũng không được 100 FTC luôn. Các bạn gõ vào chữ Clam này nha. Và cứ mỗi một ngày chúng ta vào gõ một lần nha. Đủ 10k là các bạn viết thẳng ở dưới chốt. Đó, kích nó đi. Kích cái dấu X để cho nó mất cái quảng cáo đi. Đó, cứ mỗi một ngày các bạn vào kích vào chữ Clam một lần thôi nha. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn ép cái đồng tiếp si này vào. Tại vì là có những bạn là chưa, đợt trước chưa nhận đấy ạ à? Cho nên là cũng chưa ép vào đúng không ạ? Cái này nó là mạng TRC10, vì vậy cho nên là nó không có con chắc, mà nó sẽ là chữ ID nha các bạn. Nhiều bạn là cứ hỏi mình là cái con chắc của nó đâu. Nó không có con chắc thì là làm sao mình gửi con chắc được cho các bạn, đúng không ạ? Con nào có con chắc thì mình mới gửi được chứ, không có con chắc mình gửi sao? Đây nha, các bạn vào cái chỗ tìm kiếm này, các bạn dán cái mã con chắc của nó vào không ra đâu. Sau đó các bạn gõ vào tự thêm các đồng tiền mã hóa này. Ở đây các bạn chuyển từ mạng Ethereum này, các bạn chuyển sang mạng Tron cho mình nha. Và các bạn chọn TRC10 nha, đừng có kích vào TRC20 là hỏng này. Các bạn phải dùng TRC10, sau đó các bạn dán cái ID của nó vào. Cái này là cái ID chứ không phải con chắc. Và cái ID này thì các bạn gõ vào chữ dán thì nó cũng không thể nhảy được thông số. Vì vậy cho nên chúng ta phải bắt buộc phải điền hết các thông tin của nó vào. Đó, ví dụ các bạn không thể viết được tiếng Anh đúng không ạ? Các bạn cóp này, tên của nó này. Nhiều bạn còn không biết là xóa đi thế nào. Các bạn chỉ có việc bỏ cái chữ tên đầu và cái dấu cách của nó đi. Đó, xóa nó đi là xong đúng không ạ? Mình ghi từng cái một nó bị rất là nhiều tin nhắn đúng không ạ? Cho nên là mình sẽ ghi cái kiểu liền như thế. Ví dụ con chắc xong mình chấm hai chấm ra này. Thì các bạn chỉ cần xóa cái chữ con chắc ở đầu đi là nó sẽ nhận diện được chứ đâu đâu. Ở đây tên của nó là TFC đúng không? Mình cứ đọc lộn thành FTC. Thế bảo sao? Đó, số thập phân của nó. Sau đó các bạn gõ vào chữ làm xong nha. Đó, sau này là các bạn kêu các bạn đào đủ 10 ngàn. Ồ. Cái này là cái vì trước của mình, nhưng mà mình quên mình chưa mở nó ra. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Cái này là cái đợt trước chúng ta nhận làm kèo ở bên Telegram á. Đó, Telegram với lại làm cái vote cho họ ấy. Ở bên cái chỗ xếp hạng đó thì là mình đã được 88.903 đồng rồi đó. Mà nhiều kèo quá còn không nhớ mà mở ra cơ, tự vì các bạn bảo mình cứ bận tối mắt tối mũi ra ấy, đâu có thời gian đâu. Đâu rồi nhỉ, FTC đâu rồi. Bận tối mắt luôn á. Nhiều lúc rồi tàu muốn tàu hỏa nhập ma luôn đấy, nó lại biến đâu rồi. Đó, đây. Đó. Thì là các bạn làm như vậy nha. Đây, và còn mình hướng dẫn cho các bạn là copy cái mã mời. Đây, ví dụ các bạn gõ vào chữ invite ở bên dưới này nha. Đó, cái chỗ có hình đầu người á. Các bạn mở nó ra này, thì các bạn copy cái này đi. Các bạn copy cái này đi này, các bạn gửi cái link mời cho người ta. Các bạn gửi cái link này nhá. Cái link này để tải thôi ạ. Cái link Play Google này .com này chỉ để tải thôi, chứ còn nó chưa có cái mã mời của các bạn đâu. Và các bạn dặn họ là khi mà tải xuống xong ấy, khi đăng ký họ phải nhập cái mã mời của mình vào thì mới đăng ký được. Ngoài ra ấy thì là có một số bạn là không có cái BIAT đúng không ạ? Thế thì các bạn không biết cách làm như thế nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách các bạn làm ở trên cái ví MetaMask nha. Những bạn nào mà dùng cái điện thoại thông minh ngu ấy thì các bạn phải chịu khó làm ở trên cái ví MetaMask thôi. Đó, các bạn gõ vào ví MetaMask này. Nhưng mà nó rất là phiền phức đó. Tại vì là cái ví MetaMask này nó không có ghim như là ở bên ví Trust Wallet. Cho nên mình không thích dùng cái ví MetaMask này là như thế đó. Dùng nó rất là bất tiện. Đó, các bạn nhớ đổi cái ví ở bên trên này này. Ví dụ như các bạn đang để mạng Hecochan này, hay là mạng Ethereum hay mạng gì đó, thì các bạn nhớ đổi nó sang mạng BNB Smart Chain nha. Và các bạn sẽ phải sao chép cái này vào này, nhớ chưa? Các bạn sao chép cái địa chỉ ví này vào này. Đó, ví dụ các bạn gửi vào tin nhắn hay gửi vào đâu đó. Tự vì là mình cho các bạn xem này.
Khi mà các bạn copy cái link này vào này, các bạn vào ba gạch này, các bạn vào trình duyệt này. Và các bạn gõ vào cái kính lúp ở bên dưới này nha. Đây. Gõ vào kính lúp bên dưới này, các bạn dán cái link nó vào đây nha. Đó, thì bây giờ qua đây là các bạn lại phải lấy ví đúng không ạ? Mà các bạn quay ra các bạn lấy ví thì quay lại là cẩn thận nó lại mất. Đây, ví dụ các bạn quay ra các bạn lấy ví đúng không? Bạn vào ví này, để các bạn cóp này, đúng không? Các bạn quay lại vào ba gạch này, vào trình duyệt này. Ồ, may quá nó vẫn còn. Tại vì có cái mình làm nó quay ra là nó biến mất luôn á. Đây, sau đó các bạn gõ vào đây nha. Và các bạn gõ vào register đúng không ạ? Đó là các bạn vào được bên trong. Và thao tác bên trong thì các bạn làm như bình thường luôn, giống như ở bên ví trước wallet luôn nha. Đó, cho nên là nếu như mà bạn nào mà không có cái DApp ở trên ví trước wallet ấy, thì các bạn quay sang cái ví Metabuck này các bạn làm nha. Đó, cũng gõ vào connect này để cho nó kết nối với ví này, gõ vào kết nối ví này, thế là xong. Và các bạn sẽ làm nhận token ở bên này, các bạn gõ vào cái ký hiệu ở bên cạnh chữ BNB Swap này này. Đó, các bạn gõ vào get 300 BNB này, các bạn làm thao tác đúng như là video mình hướng dẫn là ok nha. Vâng, xin chúc các bạn đăng ký thành công và kiếm được nhiều cái đồng TFC. Cái đồng này nó cũng khá là ok đấy, mình thấy họ làm là nó có tâm. Tức là như thế này, những cái đồng nào là có tâm ạ, tại vì là họ ra họ còn đăng tiếp thị, họ đưa đến những cái người dùng để biết đến cái đồng token của họ, họ đâu có hô hào mua đâu. Đó là cái cách để các bạn nhận diện ấy ạ. Còn những cái đồng token nào mà vừa ra phát mà đã hô hô mua đi, đó là những cái đồng token lừa đảo, scam. Tại vì người ta chưa biết đến cái đồng token của ông như thế nào mà ông đã hô mua cái gì, mua con khỉ, con tiểu gì đúng không? Ít gì cũng phải để cho người ta biết được. Ừ, ông phát airdrop để cho người ta biết đến cái đồng token của ông đã chứ. Sau đó người ta tìm hiểu về sách trắng, sách đỏ của ông, người ta đọc, người ta xem cái lộ trình của ông như thế nào. Rồi liệu là cái đồng coin nó có phát triển hay không, token nó có phát triển hay không, rồi người ta quyết định mua chứ. Vừa chân ướt chân ráo vào đã mua đi, mua con khỉ gì, đúng không? Cho nên là các bạn phải để ý. Bây giờ là nó ra rất là nhiều những cái đồng token scam ấy, chủ yếu yên token ra chỉ để lừa đảo ấy. Chúng ta mua một mớ rác về và họ thu một đống tiền là sau đó họ chạy mất luôn á. Đó, cho nên là khi mà các bạn làm các bạn phải để ý nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để nhận những cái kèo hot từ mình nha. Bye bye.